Chào tất cả các bạn, hôm nay mình được quay trở lại với các bạn một kênh chia sẻ kỹ năng cắm hoa của mình. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn để cắm một bình hoa các bạn tại nhà. Đây là bình hoa mình chuẩn bị mà các bạn thử cắm hoa với mình.
lại một chút. Mình đã thiện xong phần cảm ơn của mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ạ.